Con là Thiên Ngân, con may mắn được sự giúp đỡ của mẹ Phi Nhung, con sẽ là sao nối ngôi. Bây giờ ở đây, chấm con đậu thì cô không chấm, nhưng mà cô sẽ chấm con làm đệ tử của cô. Dạ, con bắt đầu muốn hát và làm ca sĩ từ lúc con 5 tuổi. Hiện tại thì bé có một cái giọng hát, không phải là giống Phi Nhung mà là có một cái giọng hát riêng biệt. Và có cái cách ngân luyến lấy cũng khác mà Phi Nhung nữa. Tạm thời cứ để cho bé vừa đi học mà bé cũng vừa lên sân khấu bé hát để bé học hỏi thêm. Nếu mà nấp với cái bóng Phi Nhung thì sẽ không có nữa, là tại vì Nhung rất là tự tin khi Nhung nhận bé và Nhung sẽ biết cách để chỉ bé như thế nào. Con muốn làm ca sĩ một để thỏa mãn ước mơ, mục đích nữa là để con giúp đỡ gia đình và có thể làm được những gì mẹ Nhung đã làm. Thưa quý vị, đó chính là giọng ca nhí Thiên Ngân. Và chúng ta hãy cùng xem trong thời gian qua, khi trở thành con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, thì bé Thiên Ngân đã học được những gì và sẽ thể hiện ra sao trong tiết mục này nhé. Thưa quý vị, Thiên Ngân vừa đến với chúng ta với bài hát Chị Đi Tìm Em. Và Vũ Đoàn xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Không biết lời nhận xét từ phía ban giám khảo thì như thế nào ạ? Dạ, mà con chỉ cần đứng im con hát thôi thì cái bài này nó sẽ xúc động hơn nữa. Đó là cảm nhận của riêng cô. Tại vì cái giọng của con nó quá đẹp, nó rất là thật. Nó chưa vướng cái kỹ thuật nhiều á. Cho nên là con trình diễn những cái ca khúc dạng như thế này nó rất là phù hợp với con. Tôi cũng đồng cảm với lại Hồng Vân là tân nhạc đó. Mình không có diễn tả nhiều. Cái giọng hát của con rất là tốt, ngân nga rất là tốt. Và với cái bài hát này, con là người dẫn chuyện, con đứng yên một chỗ để có cảm xúc, dễ cảm xúc hơn. Cái dàn minh họa đã có rồi, con không cần nhúc nhích gì nhiều hết á. Cô cũng đồng tình với các cô chú là con không có nên nói, con đứng một chỗ con hát thôi. Và cảm xúc đến cuối cùng con đẩy lên cao thì tất cả khán giả sẽ phải khóc vì con. Cảm ơn con. Dạ, xin cảm ơn con. Ngay sau đây thì là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, 8,5. Xin được mời số điểm từ phía giám khảo Thái Châu, 9. Giám khảo Khánh My, 9. Còn bây giờ sẽ là thời gian cho điểm từ phía giám khảo trường quay, xin mời. Điểm của Thiên Ngân, giám khảo trường quay đã cho 9,5 điểm. Em có thể chia sẻ những cái cảm xúc của em, những gì em có được trong suốt thời gian qua ở bên cạnh mẹ Phi Nhung không? Dạ, trong thời gian qua là mẹ Phi Nhung rất là thương em. Mẹ đã chỉ dạy cho em rất là nhiều. Và mẹ là người mẹ thứ hai của em. Quý vị khán giả ơi, hãy yêu thương bé Thiên Ngân bằng cách nhắn tin bình chọn cho Thiên Ngân với mã số là 06. Em tham gia cuộc thi solo cùng Bolero là vì em rất là thích dòng nhạc Bolero. Nó gắn liền với lại tuổi thơ của em, là vì lúc ba em còn sống, ba em hay hát cho em nghe những ca khúc Bolero cho em nghe. Và nó thấm sâu vào trong người của em lúc nào không hay. Hiện tại thì ngoài giờ đi học thì buổi sáng em đi ra quán chay để phụ làm phục vụ. Bản thân em rất là thích tự lập, vì tự lập em có thể tự lo cho mình được. Mẹ không phải vất vả đi bán vé số để lo cho em. Mưa trên cuộc tình, mưa ướt cả những cuộc mưu sinh. Và trong những cuộc mưu sinh ấy thì ta bắt gặp họ. Cô gái nhỏ tuổi nhất của cuộc thi, cô gái đã phải tạm gác lại việc học của mình để mong phụ giúp mẹ vẫn còn đang bán vé số, là Mạnh Nguyên. Chàng trai kẹo kéo, anh vẫn rong ruổi trên những ngã đường với chiếc loa của mình. Có thể trong cuộc sống, họ là những người lặng lẽ. Nhưng trên chính sân khấu này,
họ sẽ hát lên bằng tất cả tình yêu của mình với Bolero. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức. Buồn ơi thôi ngừng tiếng mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm, mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu hiu, đêm sầu đi trong tuổi nhớ bao thương. Là mộng mơ đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi mưa ơi mưa gieo sầu nhắn thế, người xưa có còn nhớ hay quên, duyên ta vẫn u hoài đêm đêm tìm đêm nhớ mong đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi đừng rơi, mưa cho tiếng nhạc buồn triền miên, đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Mưa ơi mưa ơi mưa gieo sầu nhắn thế, người xưa có còn nhớ hay quên, riêng ta vẫn u hoài đêm đêm tìm đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi ngừng rơi, mưa cho tiếng nhạt buồn triền miên, đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào.
Mạnh Nguyên. Hôm nay nhìn em rất là đẹp. Đó là về mặt ngoại hình. Còn bây giờ thì cái giọng hát của em thì chắc em bị run hay là như thế nào em nhỉ? Dạ, con sốt mấy bữa nay với lại con. À, hèn chi okay. Chị thấy là nó có cái phần khác hơn cái tập vừa rồi. Nhưng mà ở đây chị Nhung cần em chú tâm và khắc phục nhiều hơn nữa là những cái nốt thấp của em. Em phải coi chừng, tại vì xuống cái nốt thấp em bị nó không có rõ và nó bị đứt hơi. Với ở đây Nhung cần em là cái độ ngân của em nhiều hơn nữa. Còn lên cao thì là em lên rất là đẹp, rất là rõ chữ. Còn Tiết Nhung thì khẩu hình của con không có mở, nó bị cứng. Nhìn trời mưa đổ bắt đầu đi xuống là con hát con không có tập trung nữa, con bị đuối hơi. Nhìn trời mưa đổ thấy đau một cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phải. Hơi run một chút nên hoàn thành bài hát chưa tốt lắm. Ở dưới sân khấu là đã run rồi, cho nên lên sân khấu hát không được tốt lắm. Hai đứa con rất là xinh, rất là đẹp trên sân khấu, còn trẻ nhưng mà đã yêu mến bolero. Đây là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn rất là văn minh, rất là hiện đại mà các bạn vẫn tha thiết với dòng nhạc bolero bằng một tinh thần mới. Hai tụi con đều có hai cái chất giọng rất là tốt, nhưng mà hát còn cứng. Muốn mềm mại và hay hơn nữa thì phải có thời gian. Như vậy đối với cô Vương Thanh Lực, tụi con quá là tuyệt vời rồi, quá là ngưỡng mộ tụi con rồi. Lúc mà Mạnh Nguyên bước ra, ủa cái thí sinh này lần trước có thi không nhỉ? Sao hôm nay chứ tự nhiên đâu ra cậu đẹp trai như này? Khác lạ nhỉ? Rất là khác lạ. Phong cách thì em đã tiến bộ rất là nhiều rồi, ngoại hình mọi thứ. Nhưng mà em nên nhớ là em vẫn cho khán giả thấy một cái gì đó là em vẫn còn sự nhút nhát. Em bị lộ nhất cái sự ngắn hơi của em ở trong cái câu cuối cùng. Thay vì em cố gắng em ngân thêm một tí nữa, mà chỉ cách là trước đấy em lấy hơi đi. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trong thời gian Nguyên đi Nguyên thi solo cùng Bolero năm 2017 thì công việc của Nguyên cũng vẫn đi hát bình thường như mỗi ngày. Mưu sinh mà, mình phải đi làm. Rồi cách một ngày, cách hai ngày thi thì mình có thể nghỉ hai ngày để mình dưỡng giọng thi nó tốt hơn. Nhung thì vẫn là một cô bé hát bolero ngọt ngào rất là hay. Em có một cái nhược điểm đấy là em cái mở khẩu hình của em là em phải tập nhiều vào. Tại vì nếu không thì cái cách em hát em sẽ bị dính chữ và không nghe được từ. Em sẽ khắc phục cái khuyết điểm của mình và sẽ cố gắng tự tin hát hay và làm thật tốt ca khúc của mình. Nếu được vào vòng trong. Đông đưa câu hò xuôi mãi
sông nước, nhịp chèo đông đưa câu hò xuôi mái, bài dòng kim lan dáng bên sông đường, con trai Vĩnh Long hòa dễ mến, con gái Vĩnh Long xinh đẹp dễ thương, quê em hay hát dòng cổ gái lương, dòng ca cũng ngọt có riêng tôi tìm quên
Dù người ta yêu thương, con nhớ đừng xem là thương. Xuất gia rồi tòng phu con nhé. Công ngôn dung đức hạnh, trọn đời con thờ chồng. Giữ gìn tiếng sạch trong danh giá ta thủy chung. Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan. Mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Dặm ngàn thân gái đục trong một lần xe qua pháo hồng. Đời khắc ghi trong lòng. Dặm ngàn thân gái đụng trong một lần xe qua pháo hồng. Suốt đời khắc ghi trong nào trong biết sông nào đu. Biết rồi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên giống nên hình. Hoàng dương chưa một ngày đền ta nghĩa ân. Mai một đây con về làm dâu thiên hạ, là cả cuộc đời trao trọn cho người ta. Để mẹ cô đơn kỳ bóng xế tuổi già, ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm che. Mẹ chỉ mong sao nợ duyên của con suôn sẻ tròn đạo, dấu con bổn phận giới. Bấy nhiêu thôi là mẹ đủ vui mừng. Người ta thường nói giết nam giết hữu, còn thập nữ giết vua, nhưng con nào chẳng là con mang trong dạ ẩm trên tay, không thương làm sao cho được. Con của mẹ nay là con của người khác, biết có được cưng chiều hay cực khổ lòng đông. Nên bây giờ mình nhường hai người nói chuyện, mẹ không có ý kiến gì hết. Sau khi kết thúc phần thi của mình thì Thiên Ngân cảm thấy rất là có lỗi với mẹ. Thiên Ngân chưa có được hài lòng với bài thi của mình. Hình như là chú không lầm thì con đã từng bước vào cuộc thi solo. Dạ, con bước vào thi solo năm đầu tiên. Năm đầu tiên? Dạ. Năm nay con có 16 tuổi ạ. Vậy thì cách đây là con có 10 tuổi thôi. Chú như là chú rất là nhớ có cái khoảng khắc đã gặp con, cái tên Thiên Ngân. Phải nói ngày hôm nay chú rất là vui mừng và hãnh diện khi con có mặt ở đây. Đặc biệt là cái bài hát sau, không biết là ai chọn cho con, nhưng mà cứ ngồi đây chú quặn lòng xuống. Có những cái câu nó rất là thấm để con nhìn. Nay mẹ Phi Nhung tại sân khấu này con hát, thật sự mà nói con là người rất là can đảm. Với những người thành công trong gia đình của Phi Nhung và đặc biệt là người mẹ ở đây, thì chú hỏi thật con là con có áp lực khi bước lên sân khấu thi và có người mẹ thành công ngồi ngay ở dưới chấm mình? Con xin cảm ơn câu hỏi của chú.
và con xin trả lời thật lòng. Đó chính là trong 100% thì 51% là con muốn đến chương trình để con học hỏi, và áp lực là 49% còn lại vì con sống chung với một người quá là tuyệt vời. Con đã hát hết trên trái tim mà mẹ đã chỉ dạy cho con. Con cảm nhận là hôm nay con hát chưa tốt. Con muốn cúi đầu xin lỗi mẹ, và nếu mà được vào vòng trong thì con sẽ thực sự cố gắng không làm mẹ thất vọng. Hỏi con một câu là con trả lời thật sự với cô, thật sự con có yêu nghề này hay không? Con có thể hy sinh về nghề này hay không? Có. Trên cái đường đời mình đi, mình không biết sẽ thành công tới đâu, nhưng những gì con đã thể hiện tại sân khấu này, những cái lời nói của con, chú nghĩ là mẹ đã quá thỏa lòng. Chú quay qua mẹ Phi Nhung nói với chú một câu và chú rất là mừng. Mẹ nó học giỏi lắm chú Vinh, nó học giỏi lắm. Ở trong bài hát con cũng nói là con sẽ học hành và cảm ơn người mẹ đã nuôi con nên dấp nên hình như ngày hôm nay. Mẹ đã nuôi con nên dấp nên hình, mười mấy năm mẹ cứu mang hoàng dương, một ngày đơn ta nghiêng. Nếu có một cái lời khuyên thì con tiếp tục học giỏi. Ngày hôm nay chú nghĩ với cái tuổi 16, với những gì con đứng đây con thể hiện, chú nghĩ đó là một cái nấc thang để cho mẹ Nhung có thể hãnh diện. Chú cũng rất hãnh diện vì con có mặt ở solo. Cảm ơn con. Con lớn nhanh quá chú nhìn con không ra luôn. Thật ra thì bữa nay chú biết con bị áp lực rất là nhiều chứ phải không đâu. Từ khi con bước ra cái tiếng ca hát đầu tiên là chú đã thấy cái sự không được an tâm trong phần trình diễn của con rồi. Tuy nhiên tới khi tới cái đoạn thứ hai của bài hát thì chú mới thấy được con lấy lại cái thăng bằng. Chú hy vọng rằng bà chú sẽ nghĩ rằng so với cái độ tuổi 16 của con và được mẹ Phi Nhung truyền đạt như vậy, thì chú mong rằng, chú hy vọng rằng bà chú sẽ nghĩ rằng con sẽ có một tương lai rất là xa và rất là sáng đẹp trong cái dòng nhạc bolero cũng như cái sự nghề nghiệp ca hát mà con đã chọn. Đối với những lời nhận xét của tất cả ban giám khảo, em suy nghĩ chắc chắn là nếu mà được vào vòng trong thì em sẽ thật sự cố gắng và khắc phục những lỗi mà em đã sai phạm trong tập này. Tôi biết là có mẹ ngồi ở dưới thì em rất căng thẳng, bởi vì ngay cả tôi nhìn qua chị Phi Nhung thì chị Phi Nhung cũng rất căng thẳng, lo cho người con của mình đang trình diễn, đang thi trên sân khấu. Tuy nhiên đối với Hà Thu thì Thiên Ngân đã làm rất tốt. Hà Thu rất thích cái giọng hát ngọt ngào của Thiên Ngân, nó đúng với cái độ tuổi và đoạn vào cái giọng cổ rất là ngọt. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nước biết bên nào, trong biết sông nào đu. Hà Thu rất là thích cái đoạn mà em ca giọng cổ đó. Một tà áo trắng rất là dễ thương, mái tóc dài, tuổi 16. Tuy nhiên là chị có để ý là tại vì đôi khi em mãi mê vào tập trung vào giọng hát quá thì em lại hơi khòm lưng. Khi mình mặc áo dài á thì mặc dù là tập trung vào hát nhưng mà Thiên Ngân để ý một chút để mình đứng dáng thẳng lưng thì mình sẽ đẹp hơn. Thật sự ra là Phi Nhung cũng nói trước khi là nói với lại tất cả quý khán thính giả đang xem truyền hình, cũng như là ban tổ chức, cũng như là tất cả các vị giám khảo ở đây, nhưng rất là công bằng, không phân biệt. Khi lên sân khấu bắt buộc phải công bằng đối với những các thí sinh khác. Về nhà mẹ có thể la mắng hay là cái gì đó coi con khác, nhưng mà ở đây mẹ coi con là một thí sinh công bằng như những các thí sinh khác. Mẹ rất là tự hào về con. Khi con biết con sai, bây giờ mẹ muốn hỏi con là trong cái bài hát này con đã sai ở cái điểm nào? Con bị tét vậy. Chính xác, phải trừ điểm con chứ không thể nào mà binh vực con được. Lúc thì là lên cao cũng được, cũng ngọt ngào, nhưng mà có khi bị sét giống như là nãy con ca như vậy là mẹ cũng chưa có vừa lòng lắm. Thật sự mẹ nói ra điểm luôn, còn đối với mẹ chỉ có 8 điểm mà thôi. Vâng, thưa quý vị, giám khảo Phi Nhung thì luôn luôn công bằng.
chắc hẳn là chúng ta vẫn nhớ rất là nhiều những lời nhận xét hết sức là, phải nói là đầy đủ ý và thậm chí là không nương bất kỳ một chút nào của giám khảo Phi Nhung dành cho Quỳnh Trang và Tuyết Nhung của các mùa trước. Thì ở đây mùa này Thi Ngân chắc chắn là cũng không phải là ngoại lệ, để cho thấy là không có mẹ con gì ở đây cả, là thí sinh và giám khảo. 8 điểm là số điểm mà giám khảo Phi Nhung đã tiết lộ để dành cho Thi Ngân. Liệu rằng Thi Ngân có được đủ số điểm để góp mặt ở vòng trong hay không? Tất cả sẽ chờ ở vòng sing up. Một tràng vỗ tay cho Thi Ngân. Tiếp theo sẽ là một câu chuyện cảm động khác được em Thi Ngân kể lại như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Đến nha con. Hoàng, Hoàng trả thương nha con. Hoàng, cậu ơi, cậu, cậu giúp tôi nha cậu. Chị hai ơi, chị ngó xuống mặt coi này chị hai. Đừng bỏ con, đừng bỏ con, đừng bỏ con.
Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho Thiên Ngân thưa quý vị. Xin được mời danh ca Thái Châu. Hôm nay cái tiết mục này con hát rất là tuyệt vời. Cái xúc cảm của con từ đầu bài hát cho tới cuối bài hát, xúc cảm con rất là dạt dào. Chú rất là xúc động. Đây là bài hát mà con thể hiện tình cảm hay nhất từ trong cuộc thi. Con chiếm được cảm tình của chú là ở cái chỗ cảm xúc của con nguyên một bài hát. Chứ thật ra cái hát của mình đó, cao thì gắt quá mà xuống thấp lại không nghe lời. Con phải để ý cái này. Con về con tập lại cái xuống thấp của con và cái cầm cái micro của con đó. Con phải có kinh nghiệm, khi nào thấp con để sát vô chút xíu, khi nào con hát cái giọng lên cao á thì cao lắm nhưng mà nó hơi chua chứ nó không ngọt. Thành ra cố gắng về tập lại. Cô mong là nếu mà có dịp gặp lại con sẽ hay hơn và xuất sắc hơn. Cảm ơn em. Cô rất mong là con chú ý, bởi vì bản thân giọng ca của con là rất quý. Và như anh Thái Châu nói đó, cảm xúc mà con đưa đến cho người xem hôm nay thì rất tuyệt vời. Và mong rằng cái việc này nó cũng sẽ đi đôi với lại cách xử lý về kỹ thuật của cái giọng hát của con. Cảm ơn con. Thiên Ngân có lợi thế là em có cái giọng mũi. Cái giọng mũi rất là trong. Cái giọng mũi này là những người mà hát dân ca và nhạc trữ tình đó, rất là cần. Bởi vì có thể lên cao mà nó bỏ nhỏ rất hay. Cái tiết mục thì dàn dựng rất là dễ thương, phù hợp với lứa tuổi của em. Nhưng có cái điều thì những cuối câu đó, Như là những cái chữ phương xa đó thì em tống mạnh quá. Nếu mình lên cao không được thì mình phải có dùng thế. Không dùng sức được thì phải dùng thế. Là chữ phương xa phải luyến đi và nhẹ lên. Chứ không đẩy mạnh quá. Đẩy mạnh quá thì nó sẽ bị phô và bị lạc. Như là phương xa đó, luyến một cái thì nó nhẹ đi. Thật ra cái bài này rất là ngặt. Cao thì cao quá, mà thấp thì lại quá thấp. Rất là khó thể hiện với một đứa bé như em. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy như vậy đối với em thì cũng là đã quá tốt rồi. Tôi cũng chúc mừng em. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Thiên Ngân. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5 điểm. Số điểm của danh ca Phương Dung chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. 9 điểm. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo trường quay dành cho Thiên Ngân. Xin mời. Số điểm giám khảo khán giả dành cho Thiên Ngân là 9,2 điểm. Xin chúc mừng em. Hôm nay nghe cái bài hát Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi mà em thể hiện quả thật rất là xúc cảm. Và chính cái niềm cảm xúc rất là thật từ đáy lòng của em hiện trên gương mặt, hiện trên cái ánh mắt. Và dường như là tập trung hết những tình cảm của mình vào từng cái lời ca với bài hát này. Thì em nghĩ gì mà có thể là lột tả và hát cảm xúc đến như vậy? Dạ thì ca khúc này thì mẹ Nhung em đã trình bày rất là thành công. Và đó cũng là cái gì thật nhất của mẹ, đó là hoàn cảnh của mẹ, cho nên là em muốn thể hiện lại và để bày tỏ lòng biết ơn, lòng yêu quý mẹ. Rất là đáng yêu. Xin quý vị hãy cùng thương yêu Thiên Ngân nhắn tin bình chọn cho bé Thiên Ngân với mã số bình chọn của em là
06